Xin chào các bạn, mình là Thi Trang. Rất vui được đồng hành cùng bạn tin tuần Lan Lan News số 22. Trong rất nhiều điều mong chờ vào ngày Chủ nhật, mình vô cùng háo hức đón xem bản tin Lan Lan News để cùng nhìn lại những sự kiện nổi bật của trường mình tuần qua, biết thêm nhiều hơn về đời sống Lan Lan. Và các bạn ơi, bắt đầu từ bản tin tuần số 22, Lan Lan News thay đổi khung giờ phát sóng vào 12 giờ trưa Chủ nhật hàng tuần. Các bạn nhớ follow fanpage trường Đại học Văn Lang để nhận được thông báo khi có video mới nhé. Nào, bây giờ hãy cùng với Thi Trang đến với tin tức đặc biệt đầu tiên của tuần qua, tuần cuối của tháng 11 năm 2021. Với chính sách thu hút và đãi ngộ nhân tài, lực lượng nhân sự mới và tài năng đã gia nhập tập đoàn giáo dục Văn Lang cùng chung sứ mệnh với tổ chức. Ngày 23 tháng 11, hội thảo Hội nhập và phát triển bền lâu do Trung tâm Đào tạo và Phát triển Văn Lang Group tổ chức lần đầu tiên dành cho nhân sự mới của Tập đoàn Giáo dục Văn Lang, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang và ông Nguyễn Kỳ Viên, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Phát triển với vai trò dẫn giảng đã cùng trao đổi nhiều nội dung với 25 nhân sự mới đến từ các khoa, viện, phòng chức năng. Không chỉ giúp nhân sự mới hiểu thêm về môi trường, phúc lợi, văn hóa Văn Lang, buổi hội thảo mong muốn truyền cảm hứng làm việc đến những thành viên mới đã tin tưởng lựa chọn công tác và cống hiến tại Trường Đại học Văn Lang và Tập đoàn Giáo dục Văn Lang, tạo nên cộng đồng Văn Lang gắn kết và vững mạnh. Với một cái dấu mốc đạt được QS 4 sao vào tháng 10 năm 2021 thì nhà trường đã định hình trong vòng 5 năm nữa sẽ thuộc top 500 đến 700 các trường đại học trên thế giới. Vì vậy, đối với Văn Lang thì để đạt được những thành tích như vậy, nhà trường hiểu rằng con người là cái giá trị cốt lõi để tạo nên những cái bước đột phá của Văn Lang, và nhà trường đầu tư cho sự phát triển của con người của Văn Lang, trong đó có cả sinh viên, có cả thầy cô, đội ngũ cán bộ giảng viên, nhân viên của Văn Lang. Nên điều mong mỏi lớn nhất đối với những thành viên của Văn Lang đó là chúng ta sẽ sống hết mình, làm việc hết mình, cũng như là học tập hết mình để mỗi ngày mình một trở nên tốt hơn, mỗi ngày mình càng phát triển bản thân mình, năng lực của mình ngày càng tốt hơn, và mình đóng góp và có giá trị cho cái sự phát triển của Văn Lang, cũng như có giá trị cho sự phát triển của xã hội, đóng góp cho cộng đồng. Các bạn ơi, trong rất nhiều sự kiện của trường diễn ra tuần này, Văn Lang News dành lời chúc mừng đầu tiên đến ngành ngôn ngữ Hàn Quốc, Viện Ngôn ngữ Trường Đại học Văn Lang. Sự kiện lễ ra mắt sách tuyển tập truyện ngắn đương đại Hàn Quốc tập 2 diễn ra vào sáng thứ Năm tại hội trường Trịnh Công Sơn. Vinh dự có sự góp mặt của đại diện các cơ quan chính phủ Hàn Quốc, sự kiện có ý nghĩa đặc biệt và là lời chào đầu tiên kể từ khi thành lập của ngành ngôn ngữ Hàn Quốc Trường Đại học Văn Lang với cộng đồng các trường đại học có đào tạo tiếng Hàn tại Việt Nam. Sự kiện vinh dự có đại diện Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Viện Giáo dục tiếng Hàn Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo Hàn Quốc Korea Global, cùng các đại diện đến từ các nhà xuất bản, hội nghiên cứu khoa học về Hàn Quốc và các trường đại học đào tạo tiếng Hàn tại Việt Nam. Lễ ra mắt tuyển tập truyện ngắn đương đại Hàn Quốc tập 2 là sự kiện văn hóa quan trọng với Viện Ngôn ngữ Trường Đại học Văn Lang, hướng về kỷ niệm 30 năm chính thức thiết lập mối quan hệ ngoại giao Việt Hàn. Tác phẩm ra đời dưới sự hợp tác của hai chủ biên là giáo sư tiến sĩ Phan Thị Thu Hiền, tiến sĩ Nguyễn Thị Hiền và nhóm dịch giả chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu văn học ngôn ngữ Hàn Quốc, được kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công của tuyển tập trước, mang văn học Hàn Quốc cùng những giá trị nghệ thuật đặc sắc đến gần độc giả Việt, khơi gợi cảm hứng đọc, học và nghiên cứu văn hóa Hàn trong lòng sinh viên nhóm ngành văn hóa ngôn ngữ Hàn Quốc và các bạn trẻ yêu mến xứ sở kim chi. Sáng ngày 24 tháng 11, lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Văn Lang và Algonquin College được tổ chức. Đặc biệt hơn, cả hai đơn vị đều là đối tác đại học đầu tiên của nhau tại Việt Nam và Canada. Trường Đại học Văn Lang và Algonquin College hướng đến mục tiêu hợp tác chương trình 3 cộng 1 cho sinh viên thuộc các khoa quản trị kinh doanh, khoa du lịch, khoa thương mại và khoa kế toán, kiểm toán. Theo lộ trình 3 năm đầu tại Đại học Văn Lang và năm cuối học chuyển tiếp tại Algonquin College, khi hoàn thành chương trình đào tạo, sinh viên được nhận bằng cử nhân của Đại học Văn Lang và Postgraduate Certificate của Algonquin College. Chương trình hứa hẹn sẽ mở ra cơ hội tốt cho các bạn sinh viên đang tìm kiếm cơ hội học tập và định cư tại Canada. Tiếp nối hoạt động chuỗi sự kiện VLU's Job Fair Online 2021, ngày 22 tháng 11, Trung tâm Phát triển Năng lực Sinh viên phối hợp cùng với công ty cổ phần Top CV tổ chức chuỗi các cuộc thi, workshop, talk show hướng nghiệp dành cho sinh viên nhiều ngành học khác nhau.
Talk show sinh viên IT mã hóa cơ hội trong thời đại số, được đưa marketer trong kỷ nguyên số. Gen Z đón đầu làn sóng fintech, du lịch khách sạn biến thách thức thành cơ hội sau đại dịch Covid-19, xu hướng e-commerce, thương mại xuyên biên giới. Ngoài 5 buổi talk show, tuần qua, VLU Job Fair Online tổ chức nhiều cuộc thi nâng cao kỹ năng cho sinh viên các nhóm ngành, kinh tế, công nghệ, kỹ thuật, du lịch, ngoại ngữ. Bên cạnh không khí sôi động của nhiều chương trình học kỹ năng, các út cưng khóa 27 vừa hoàn thành 9 tuần học tập online môn kỹ năng mềm do Trung tâm Phát triển Năng lực Sinh viên tổ chức. Môn học nhằm cung cấp cho các tân sinh viên còn đang bỡ ngỡ với môi trường mới những kỹ năng hữu ích để quản lý thời gian, giao tiếp khéo léo, phát triển bản thân, định hướng rõ ràng về ngành học và hướng đi nghề nghiệp trong tương lai. Bên cạnh các kiến thức lý thuyết, các bạn còn trải qua nhiều hoạt động thú vị như quay video giới thiệu bản thân, quay video thuyết trình, lập các dự án cộng đồng. Chúc các bạn áp dụng những điều học được vào đời sống học đường thật hiệu quả nha! Tiếp nối chuỗi workshop rèn luyện kỹ năng mềm cho thí sinh tham dự cuộc thi International Debate Championship 2021, ngày 23 tháng 11, Viện Đào tạo Quốc tế Trường Đại học Văn Lang tổ chức buổi training workshop chủ đề Public Speaking. Workshop được dẫn dắt bởi cô Angela Avida đến từ Hội đồng Anh Việt Nam. Với nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy ngoại ngữ, đồng hành cùng các bạn trẻ trong nhiều dự án, diễn giả hỗ trợ các bạn sinh viên tìm hiểu về những yếu tố tác động đến khả năng nói trước đám đông, cách truyền tải đến người nghe sao cho sinh động và hiệu quả nhất. Ngày 27 tháng 11, các bạn sinh viên khoa thương mại đã tham dự hội thảo Tư duy chủ động và khả năng thích ứng thời Gen Z. Anh Brian Lay, CEO trường quốc tế TIS và chị Naomi Trương, founder và CEO công ty F Young Event, co-founder và CEO công ty Deep Stretch, đã chuẩn bị cho thế hệ Gen Z, nhà C những hành trang về kỹ năng, tư duy, tăng khả năng chủ động, thích ứng với môi trường làm việc hiện đại. Thông qua học phần Entrepreneurship do tiến sĩ Nguyễn Thị Thùy Trang và thạc sĩ Hứa Thị Ngọc Quyên hướng dẫn, các bạn sinh viên chương trình đào tạo đặc biệt đã lên ý tưởng thực hiện 6 dự án khởi nghiệp có tiềm năng phát triển. Các ý tưởng được thực hiện và trình bày hoàn toàn bằng tiếng Anh, minh chứng cho nỗ lực lớn của các bạn sinh viên. Hy vọng các dự án sẽ tiến xa hơn trong các cuộc thi lớn và triển khai thành công trên thực tế. Nhà Hồng phát động chiến dịch tình nguyện gửi gắm, nhận đóng góp hiện kim để hỗ trợ lương thực, thực phẩm, trang bị cần thiết cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các tổ chức tình nguyện. Đây là hoạt động thiện nguyện thường niên của khoa du lịch. Chương trình diễn ra từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 11. Giảng viên và sinh viên khoa du lịch và các khoa khác có thể đóng góp cho chương trình gửi gắm theo thông tin trên màn hình nha. Tuần trước, thì Trang rất vui khi đã được lên sóng bản tin tuần số 21 với thành tích đạt giải nhì đại sứ văn hóa đọc toàn quốc. Hôm nay, trong bản tin số 22, thì Trang thêm một vinh dự nữa khi được giới thiệu đến các bạn những dấu ấn nổi bật của sinh viên Văn Lang tại các sân chơi, các cuộc thi trong và ngoài trường. À, bật mí với các bạn một tin siêu hot, nhiều nữ sinh Văn Lang cũng đang góp mặt trên những đấu trường nhan sắc với quy mô quốc gia. Tò mò lắm đúng không nè? Theo dõi cùng Thi Trang nhé! Giải thưởng Loa Thành được tổ chức hàng năm dành cho các đồ án tốt nghiệp xuất sắc của sinh viên ngành kiến trúc, xây dựng và thiết kế trên khắp cả nước. Năm 2021, giải thưởng Loa Thành lần thứ 33 quy tụ 188 đồ án của sinh viên cả nước, trong đó sinh viên trường Đại học Văn Lang góp mặt 10 đồ án. Sinh viên Văn Lang đã xuất sắc được vinh danh ở 5 giải thưởng với 1 giải nhì, 2 giải ba và 2 giải khuyến khích. Xin chúc mừng thầy trò ngành thiết kế nội thất và kiến trúc với thành tựu này. Văn Lang Scott Talent là một cuộc thi đặc sắc dành cho cộng đồng sinh viên Văn Lang, tôn vinh tài năng và cá tính của người trẻ trên mọi lĩnh vực. Năm 2021, với hình thức tổ chức mới, ngày 22 tháng 11 vừa qua, top 19 thí sinh xuất sắc bước vào chung kết đã chính thức lộ diện. Văn Lang News mời bạn cùng gặp gỡ một trong những thí sinh tài năng đạt được vé vàng vào vòng chung kết Văn Lang Scott Talent 2021 nha! Mình là Đỗ Xuân Hà, mình là sinh viên khóa K26 ngành thanh nhạc trường Đại học Văn Lang. Mình cũng là một thí sinh của Văn Lang Talent năm 2020, nhưng mà tiếc thay thì mình bị loại ngay từ vòng loại rồi. Và việc trở lại tham gia Văn Lang Talent năm 2021 thì mình nghĩ mình có một cái tâm thế tốt hơn, có một sự chuẩn bị kỹ càng hơn nhiều. Các bạn tham gia Văn Lang Talent từ offline cho tới online năm nay đều rất giỏi. Các bạn đều có một sự chuẩn bị rất kỹ càng và cũng là một đối thủ đáng gờm mà em phải đối đầu. Dự thi online thì mình cũng có gặp một chút vấn đề về mạng và cũng không thể nào mà trình diễn hết tất cả mọi thứ về khi mà trình diễn offline được. Khi mà mình nhận được tấm vé vàng tại vòng bán kết của ban giám khảo thì cảm xúc đầu tiên của mình là vui mừng, và cảm xúc thứ hai thì là nó là một thử thách
nó là một cái động lực mà để cho mình chuẩn bị thật tốt nhất trong cái vòng chung kết của Vietland Got Talent. Và cái phần diễn của mình nó thể là vẫn là một bí mật, và mong mọi người đón chờ xem Vietland Got Talent trong vòng dự thi của mình nhé. Cảm ơn mọi người. Ngày 26 tháng 11, khoa đang họp mặt trường Đại học Văn Lang tổ chức lễ ra mắt câu lạc bộ học thuật đầu tiên của khoa với tên gọi Văn Lang's Future Dentist Club. Câu lạc bộ giúp các bạn sinh viên có cơ hội củng cố, áp dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn. Bên cạnh đó, đây cũng là môi trường giúp các bạn sinh viên răng hàm mặt, cọ sát, học hỏi từ các thầy cô giàu kinh nghiệm và chuyên môn của khoa. Sau dấu ấn Fola Singing Contest 2021 và Fola Text I Am A Teacher, Fola Club tiếp tục mang đến một sân chơi mới dành cho các bạn sinh viên khoa ngoại ngữ, cuộc thi Perfect Sound, tìm kiếm MC, biên tập viên tài năng. Thí sinh dự thi sẽ thu âm một đoạn radio kể chuyện hoặc tâm sự. Căn cứ trên chất giọng, ban tổ chức chọn ra những ứng viên sáng giá nhất bước vào vòng tiếp theo. Chúc các bạn có những trải nghiệm thú vị với Perfect Sound nha! Khoa Thương mại phát động cuộc thi thể thao online SEA Games dành cho các bạn sinh viên. Cuộc thi diễn ra với 5 hạng mục bao gồm Hít đứt, Squat, Nhảy dây, Gập bụng, Plank. Cuộc thi tạo sân chơi lành mạnh cho các bạn sinh viên khoa Thương mại, thêm động lực để sinh viên nâng cao tinh thần thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe và học tập tốt hơn. Với mong muốn tạo ra sân chơi học thuật lành mạnh, bổ ích dành cho tất cả các bạn sinh viên, Câu lạc bộ Văn học, Khoa Xã hội và Nhân văn phát động cuộc thi 30 Second Challenge dành cho các bạn sinh viên yêu thích đọc sách từ ngày 6 đến ngày 21 tháng 11. Sinh viên đọc tác phẩm Nếu biết trăm năm là hữu hạn của Phạm Lữ Ân, bút danh chung của vợ chồng nhà báo, nhà văn Phạm Công Luận và tác giả Đặng Nguyễn Đông Vi. Sau hơn 2 tuần nghiền ngẫm, các bạn sinh viên sẽ tham gia điền form câu hỏi trong vòng 300 giây. Đây không chỉ là một hoạt động có tính chuyên ngành mà còn phát huy văn hóa đọc trong đời sống cộng đồng sinh viên Văn Lang. Sinh viên Văn Lang là những người trẻ năng động, nhiệt huyết, tích cực tham gia các hoạt động, cuộc thi trong và ngoài trường. Trong đó, nhiều nữ sinh Văn Lang đã ghi dấu ấn tại các đấu trường nhan sắc lớn. Các bạn từng tranh tài tại Miss and Mr. Văn Lang, Tourism Beacons, Nét đẹp sinh viên du lịch, Hoa khôi du lịch Việt Nam. Với kinh nghiệm đó, hy vọng nữ sinh Văn Lang tiếp tục tự tin tỏa sáng tại Miss Universe Việt Nam và Miss World Việt Nam 2021. Mình đã có nghe một câu nói là bạn luôn xinh đẹp theo cách riêng của mình. Câu nói đó đã giúp mình cảm thấy tự tin hơn nè. Và đến với cuộc thi thì mình muốn đem cái câu nói đã tạo động lực, tạo sự tự tin cho mình để lan tỏa đến tất cả mọi người. Mình tự tin thì mình sẽ cảm thấy mình đẹp. Là một sinh viên Văn Lang thì mình cảm thấy không quá là bất ngờ khi nhìn thấy các bạn nữ ở trường tham gia các cuộc thi về sắc đẹp. Vì từ hồi năm nhất rồi mình đã cảm thấy các bạn ở Văn Lang, đặc biệt là các bạn nữ rất là tuyệt vời luôn, vừa đẹp, vừa tự tin, vừa cá tính, còn tài năng, còn sôi nổi nữa. Khi mà mình thấy các bạn nữ sinh Văn Lang tham gia các cuộc thi rất đẹp cấp quốc gia thì mình thấy rất là vui, mình thấy rất là điều hay, thú vị. Khi mà chúng ta tham gia thì chúng ta không chỉ thể hiện bản thân mà chúng ta còn đem văn hóa của mình, nơi chúng ta sinh sống và cả cái văn hóa mà nơi mà chúng ta học tập nữa. Thì đó cũng là một hình ảnh đẹp. Mấy hôm nay thì mình lo chuẩn bị cho bài thi cuối kỳ nên quên mất rằng còn ngày vài ngày nữa là đã kết thúc tháng 11. Tiện thể mình thì mình xin chúc tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe để vượt qua mùa dịch và luôn tươi phơi phới để đón chào một tháng mới. Chuẩn bị sang tháng 12 và mình biết là các bạn sinh viên Văn Lang đang chuẩn bị cho thi cuối học kỳ 1. Và mình chúc các bạn sinh viên Văn Lang sẽ có một kỳ thi thật tốt, đạt điểm thật cao. Chúc các bạn có nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn. Sinh viên Văn Lang đang bận rộn với deadline và kỳ thi quan trọng. Mong rằng các bạn hãy cùng cố gắng học tập thật tốt, giữ sức khỏe và tinh thần thật lạc quan. Chúc gia đình Văn Lang tuần mới thật nhiều năng lượng nha. Văn Lang News hẹn gặp các bạn vào Chủ nhật tuần sau. See ya!